thần sủng toàn cầu giáng lâm thả thính phong ngâm hắc hắc 36C, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Khương thần, mau tỉnh lại. Đến lượt ngươi tiến hành ngự thú sư khảo nghiệm. Nhìn chằm chằm nằm ngáy o o khương thần, toàn bộ lớp 11 lớp một học sinh tất cả đều mặt đen lại, ra hỏa này làm sao làm, trọng yếu như vậy thời gian thế mà có thể ngủ. Bọn hắn thế nhưng là khẩn trương đến nguyên địa bạo tạc được chứ đây chính là ngự thú sư khảo thí a sánh vai thi còn trọng yếu hơn gấp trăm lần bởi vì đây là một cái đại tai biến thế giới là một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên mười năm trước lam tinh phát sinh một trận thường nhân không cách nào tưởng tượng kịch biến thiên hôn địa ám trên bầu trời xuất hiện vô số đen nhánh vết nứt không gian vô cùng cường đại không gian loạn lưu tràn ngập tại khe hở chung quanh vô số yêu thú bắt đầu thông qua vết nứt không gian tràn vào lam tinh lam tinh nguyên bản thực vật cùng động thực vật cũng không biết là tiếp xúc thế giới khác không khí hoặc là sinh mệnh nguyên nhân tất cả động thực vật đều tại sinh trưởng tốt không ngừng biến dị tiến hóa trở thành đủ loại thiên hình vạn trạng yêu thú duy nhất không có biến hóa chính là nhân loại ngay tại tất cả nhân loại cho là mình bị thế giới chỗ vứt bỏ lúc rốt cục có người phát hiện biến hóa của mình tiềm ẩn tại nhân loại linh hồn huyết mạch chỗ sâu bí mật huyết khế thần sủng toàn cầu giáng lâm thả thính phong ngâm ký kết huyết khế tật phong ám ảnh miêu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đây là mị nhãn hỏa hồ số liệu khương thần trong lòng lập tức giật mình mình lại có thể trông thấy yêu thú số liệu a mà lại liền ngay cả tiến hóa cần thiết vật liệu thậm chí tiến hóa lộ tuyến đều có thể nhìn thấy đầy quả thực quá nghịch thiên phải biết đại tai biến cách nay bất quá 10 năm các quốc gia đối với yêu thú nghiên cứu đều ở vào tìm tòi giai đoạn nếu như muốn hiểu rõ một loại nào đó yêu thú thuộc tính đặc điểm cùng tiến hóa tài liệu các loại các loại nhất định phải từng chút từng chút địa đi thí nghiệm chậm rãi tích lũy kinh nghiệm sau đó từng bước lục lọi ra một đầu tiến hóa lộ tuyến mà những này cần đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học đi đau khổ tìm kiếm tư liệu, bây giờ Khương Thần một chút liền có thể nhìn ra. Cái này đặc miêu đơn giản không nên quá thoải mái a. À. Có cái này kỳ dị mắt phải, Khương Thần không chỉ có thể trở thành một ngự thú sư, hơn nữa còn có thể trở thành một đỉnh tiêm bồi dưỡng chuyên gia. Bồi dưỡng chuyên gia là làm cái gì, chính là chuyên môn tăng lên thần sủng phẩm chất, trợ giúp thần sủng tiến hóa thần sủng toàn cầu giáng lâm thả thính phong ngâm tiến hóa, bạo tuyết cuồng sư. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Khương thần ôm thụ thương tật phong ám ảnh miêu, lôi kéo khương tiểu quả bàn tay nhỏ trắng noãn, hướng phía lão thành khu đi đến. Lão thành khu tiền thuê nhà khá là rẻ. Trên đường đi, khương tiểu quả phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ủy khuất, doanh doanh lệ quang tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng tiểu cô nương chính là cố gắng không cho nước mắt đến rơi xuống. 9 tuổi nàng đã hiểu Khương Thần khó xử cùng sinh hoạt không dễ. Khương Thần đau lòng nhìn Khương Tiểu Quả một chút, sau đó từ trong túi sách xuất ra này chuỗi mứt quả. "A, à, cái này cho ngươi, mứt quả." Khương Tiểu Quả thấy thế đen nhánh con ngươi lập tức sáng lên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất trong nháy mắt cười thành một đóa hoa, rất giống một con hưng phấn tiểu hamster ăn đi tiểu quả ngoan khương thần cười vuốt vuốt khương tiểu quả cái đầu nhỏ hắn thật sự là hâm mộ tiểu nha đầu chỉ cần có đồ ăn vặt liền có thể quên hết mọi thứ phiền não hắc hắc khương tiểu quả cười hắc hắc đem mứt quả cầm ở trong tay đang muốn hướng trong cái miệng nhỏ nhắn nhét nhưng lại dừng lại nhìn về phía khương thần hôm nay giống như không phải tiểu quả sinh nhật, vì cái gì có mứt quả ăn, thanh âm non nớt tràn đầy nghi hoặc đen lúng liếng địa mắt to vụt sáng vụt sáng mà nhìn chằm chằm vào Khương Thần. Khương Thần cười nói, ca ca hôm nay chính thức trở thành một ngự thú sư, ngày tốt lành liền muốn tới. Cho nên, chúng ta chúc mừng một chút à, oa. À. Ngự thú sư, ca ca thật là lợi hại khương tiểu quả lập tức vui thành một đóa tiểu hoa đem trong tay đỏ rực mứt quả đưa cho khương thần ca ca ăn trước khương thần nghe vậy vuốt vuốt khương tiểu quả cái đầu nhỏ người ăn đi giống như trước lưu cho ta một viên là được a à, tốt khương tiểu quả vui vẻ ăn lên mứt quả miệng nhỏ bẹp bẹp rất thơm ngọt khương thần hai người tới lão thành khu người ở đây một ít dấu tích đến công trình kiến trúc tổn hại nghiêm trọng bên trên bò đầy dây leo nhìn qua mười phần hoang vu Nơi này đã tiếp cận ngoài thành phòng hộ khu, nơi đó đang có yêu thú tại tứ ngược, quân đội ngự thú sư ngay tại phía trước dục huyết phấn chiến. a à, ta nghĩ thuê nhà ngươi phòng ở. Khương thần gõ một đạo cửa phòng. Một cái hòa ái trung niên phụ nhân xuất hiện cổng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đấu. Mỗi tháng 1.500 liên minh tệ, không cần tiền thế chấp. Khương thần nghe vậy trầm ngâm hồi lâu có thể hay không trước thuê ba ngày, nơi này là 300 liên minh tệ, nói, hắn đem tuần này làm công kiếm 300 liên minh tệ đưa cho trung niên phụ nhân. Thuê phòng chưa từng có như thế mướn, Khương Thần cũng làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Trung niên phu nhân nhìn thoáng qua Khương Thần trên thân trắng bạch quần áo trong cùng con kia thụ thương tật phong ám ảnh miêu, thầm than một tiếng, nói. Có thể đây là chìa khóa, gian phòng chính các ngươi thu thập một chút, Khương Thần vội vàng nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Khương Tiểu Quả tại phòng thuê bên trong dàn xếp xuống dưới. Gian phòng rất nhỏ, bài trí đơn sơ, nhưng Khương Tiểu Quả lộ ra rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn rốt cục có mình ổ nhỏ. Thu thập xong phòng ở, Khương Thần nhìn về phía trên giường con kia tật phong ám ảnh miêu. Miệng vết thương của nó không sâu, hai ngày nữa liền có thể mình khỏi hẳn. Bây giờ, Khương Thần cũng coi là có mình ngự thú, trở thành một chân chính ngự thú sư, mặc dù cái này ngự thú còn 10 phần nhỏ yếu, phẩm chất cũng rất kém cỏi. Nhưng Khương Thần có lòng tin, mình tuyệt đối có thể đem nó bồi dưỡng thành lợi hại nhất ngự thú. Kỳ thật, Khương Thần cũng có thể lại ký kết một con yêu thú lợi hại, bởi vì ngự thú sư ký kết yêu thú nhiều ít quyết định bởi tại bọn hắn linh hồn cường độ nhưng bây giờ khương thần mới vừa vặn thức tỉnh linh hồn cường độ còn khó có thể trèo chống hắn ký kết cái thứ hai yêu thú cho nên giờ phút này khương thần thiếu nhất chính là tiền không có tiền liền không cách nào mua sắm tật phong ám ảnh miêu tiến hóa cần thiết vật liệu thậm chí đều trả không nổi ba ngày sau tiền thuê nhà thoảng qua trầm ngâm khương thần dặn dò khương tiểu quả không nên chạy loạn sau đó liền đi ra cửa hắn mục đích địa chính là bồi dưỡng sư phòng khám bệnh bây giờ khương thần thân hoài đặc khác biệt năng lực trợ giúp ngự thú tiến hóa quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay cho nên hắn muốn bằng mượn bồi dưỡng yêu thú kiếm lấy món tiền đầu tiên mà giờ khác này khương tiểu quả khéo léo đợi trong nhà nghĩ đến mình khả năng giúp đỡ ca ca làm chút gì sau đó nàng nhìn thấy thụ thương tật phong ám ảnh miêu khương tiểu quả lập tức cười hắc hắc trong lòng có chủ ý sau một tiếng khương thần đi tới huyền vũ đường phố nơi này cơ hồ hội tụ trường an thị tất cả bồi dưỡng phòng khám bệnh liền ngay cả bồi dưỡng sư liên minh kỳ hạm cửa hàng đều tọa lạc ở chỗ này huyền vũ trên đường tiếng người huyên náo ngự thú sư nhóm mang theo mình ngự thú lui tới bọn hắn đều là tại cho ngự thú nhóm kiểm tra thân thể chế định thực đơn hoặc là cầu chợ ở bồi dưỡng chuyên gia trợ giúp ngự thú hoàn thành tiến hóa Khương Thần không có tiến vào bất luận cái gì một nhà bồi dưỡng phòng khám bệnh mà là tại trên đường phố vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Con mắt càng không ngừng đảo qua những cái kia từ trong phòng khám đi ra ngự thú sư. Mười phút sau, một tóc dài mỹ nữ đưa tới Khương Thần chú ý. Nàng một mặt bất đắc dĩ từ bồi dưỡng trong phòng khám đi ra, bên người đi theo một con màu lông tuyết trắng sư tử con, sư tử con có vẻ hơi uể oải suy sụp. Tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận sinh tử tra tấn. Khương Thần nhìn về phía đầu kia tuyết trắng sư tử con, trong mắt lập tức hiện ra số liệu khung, yêu thú tên. Bạo tuyết ấu sư yêu thú đẳng cấp, cấp 9 yêu thú phẩm chất, phổ thông yêu thú thuộc tính, biến dị băng xương hệ yêu thú trạng thái, thụ thương, uể oải suy sụp yêu thú nhược điểm, lôi hệ tấn thăng tinh nhuệ phẩm chất nhu cầu, tiến hóa lộ tuyến tổng cộng có 8 đầu tiến hóa lộ tuyến. Khương thần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi tới, vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Vị tiểu thư này tỉ, ngươi bạo tiết ấu sư tiến hóa thất bại rồi, tóc dài mỹ nữ nghe vậy nhướng mày, chừng khương thần một chút, nhà ta ngự thú tiến hóa thất bại, ngươi thế nào vui vẻ như vậy đâu? Kêu người nào tiểu tỷ tỷ đâu, ca là nam. Thuần gia môn, thanh niên tóc dài bất mãn nói lầm bầm. Và URL bằng Windows. Location, Herep, Window, Puppy tác bằng Window, Puppy tác, Window, Puppy giờ tác, Push, zonet, 7254, X, BGSSP 7254U, UAL, Khương Thần trong lòng giật mình, đây là nam nhân A, à, cái này làn da cũng quá nộn đi. Cái này ngũ quan cũng quá tinh xảo đi. Sau đó, hắn kinh nghi bất định ánh mắt chuyển qua thanh niên tóc dài bộ ngực, a à, bình, sau đó ánh mắt tiếp tục rời xuống động. Thanh niên tóc dài nhìn thấy Khương Thần ánh mắt quái dị, khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp một chút. Uy, người đến cùng là làm cái gì, ngô, Khương Thần lấy lại tinh thần, nói ra trong tay của ta vừa vặn có bạo tiết ấu sư tiến hóa tổ truyền bí phương, có thể giúp nhà ngươi ngự thú hoàn thành tiến hóa, bất quá, vật liệu ngươi muốn mình chuẩn bị. Thanh niên tóc dài nghe vậy lập tức vứt cho Khương Thần một cái liếc mắt tổ truyền bí phương, đại tai biến đến nay cũng bất quá 10 năm, có con em ngươi tổ truyền bí phương A. Sau đó, xoay người rời đi. Khương Thần thấy thế cũng không tức giận, vui tươi hớn hở đuổi theo đi nói ra. Bạo tuyết ấu sư thuộc về thủy hệ yêu thú mà lại là thủy hệ bên trong hiếm thấy biến dị chủng loại băng xương hệ. Nhược điểm của nó là yêu thú hệ xét yêu thích là ăn kem, chán ghét nghe thấy tiếng mèo kêu. Mà lại hiện tại ngươi cái này bạo tuyết ấu sư vừa mới tiến hóa thất bại, cần điều trị thân thể nếu không sẽ lưu lại di chứng. Thanh niên tóc dài nghe vậy bước chân dừng lại, không thể tin nhìn về phía khương thần. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy ta ra tiểu bạch. Khương Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng chắp tay, hiện ra phong phạm cao thủ. Nói qua cho ngươi, ta có bạo tiết ấu sư tiến hóa bí phương. Còn có, nếu như tiến hóa thất bại, ta tuyệt không không thu ngươi một phân tiền. Thế nào? Thanh niên tóc dài gặp Khương Thần nói đạo lý rõ ràng, cũng là bán tín bán nghi, mấu chốt là mình bạo tiết ấu sư đã đến tiến hóa quan khẩu, nếu như không thể thuận lợi tấn thăng tinh nhuệ phẩm chất, liền sẽ một mực dừng lại tại cấp 9. cuối cùng thanh niên tóc dài nhẹ gật đầu tốt a à, vậy liền để ngươi thử một chút đi hai người tới sủng vật vật liệu siêu thị nơi này có một ít thường gặp yêu thú tiến hóa vật liệu bao quát tinh hạch biến dị thực vật các loại đương nhiên mỗi một dạng đều là giá cả không ít tinh nhuệ phẩm chất thủy hệ yêu thú tinh hạch một viên thu xương thảo một cân âm sinh song tướng hoa mười đóa cây thì là muối ăn Khương Thần một lần niệm vật liệu tên, thanh niên tóc dài một bên mua sắm, không chút nào mang do dự, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Mua sắm tốt tiến hóa vật liệu, Khương Thần đi vào miễn phí vật liệu phòng điều phối, thanh niên tóc dài cùng Bạo Tiết ấu sư thì lo lắng chờ ở ngoài cửa. Mỗi một cái yêu thú tiến hóa phối phương đều là tuyệt mật, ngoại nhân không thể xem xét tài liệu điều phối quá trình. Phòng điều phối bên trong, Khương Thần bận rộn khí thế ngất trời căn cứ tiến hóa lộ tuyến vật liệu phối trí, Khương Thần trước đem thủy hệ yêu thú tinh hạch ép thành bụi phấn hình, xưng lấy 10 khắc đổ vào nước sôi bên trong đun sôi. Sau đó đem thu xương thảo cắt thành đoạn ngắn, nắm tốt thời gian, ném vào nồi lớn bên trong. Cuối cùng đem âm sinh xong tướng hoa hoa tử xào quen, giống như là màu trắng hạt vừng vung tiến trong nồi lớn. Nửa giờ sau, một bát màu đen thể dính vật liền bày tại thanh niên tóc dài trước mặt trong chén còn ừng ực ừng ực mà bốc lên lấy lam quăng, thoạt nhìn như là một loại nào đó hắc ám xử lý. Nhưng là bởi vì gia nhập cây thì là cùng quả ớt mặt, nghe lại có điểm giống hồ súp cay. Uy, thanh niên tóc dài khóe miệng co giật một chút, người xác định cái đồ chơi này có thể uống. Khương thần vui tươi hớn hở địa xem xét hắn một chút nếu không ngươi nếm thử mặn nhạt không được ta lại thả điểm muối thanh niên tóc dài nghe vậy mặt đen lại cái này mẹ nó chính là trọng điểm a à, lão tử hỏi là cái đồ chơi này thật có thể để cho ta ra tiểu bạch tiến hóa a à, tốt a à, thử một chút đi thanh niên tóc dài một mặt bi tráng hướng bạo tiết ấu sư vẫy tay đến tiểu bạch làm chén này hồ súc cay bạo tiết ấu sư đi qua rồi người người sau đó miệng nhỏ thoáng nhìn mặt mũi tràn đầy gạt ra ghét bỏ biểu lộ quát lớn một tiếng hát hơi một cái hiển nhiên là không vui uống loại này nhìn qua là lạ đồ chơi khương thần thấy thế vui tươi hớn hở mà đối với bạo tiết ấu sư nói ra tiểu bạch ngoan nếu như ngươi uống chén canh này chủ nhân của ngươi liền mua cho ngươi kem ăn 10 cái Bạo Tiết ấu sư nghe vậy đen lúng liếng địa trồng mắt sáng lên hưng phấn nhìn về phía thanh niên tóc dài duỗi ra đầu lưỡi lớn giống như là một con chó con thanh niên tóc dài cười khổ gật đầu một cái thành giao vì mười cái kem ta liều mạng bạo Tiết ấu sư ngừng thở một ngụm liền đem trong chén hắc giàn uống sạch sẽ lập tức bốn phía nhiệt độ chợt hạ trống rỗng đã nổi lên màu băng lam bông tuyết. Bạo tuyết ấu sư toàn thân kết xuất một tầng thật dày băng tinh, ống ánh sáng long lanh, phát ra màu u lam quang huy, đem toàn bộ phòng điều phối chiếu dọi như là một mảnh thế giới băng tuyết. Mười hơi qua đi, băng tinh phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang, lan tràn xuất ra đạo đạo vết dạn, sau đó chóc ra trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ cường hoành uy áp lan tràn ra, bạo tiết ấu sư thân thể tăng vọt một mét, toàn thân lông tóc tiết trắng như thủy tinh, màu u lam đôi mắt tràn ngập cuồng bạo dã tính. Chỉ thủ lợi chảo trực tiếp đâm thủng đá cẩm thạch mặt đất. Giống, nó ngửa mặt lên trời gào to, một trận hàn phong sen lẫn bông tuyết hướng bốn phía quét sạch ra, kém chút đem khương thần cùng thanh niên tóc dài đông thành băng côn. Giờ phút này, Khương Thần trong mắt số liệu khung phát sinh biến hóa cực lớn, yêu thú tên Bạo Tuyết Cuồng Sư yêu thú đẳng cấp, cấp 9 yêu thú phẩm chất, tinh nhuệ phẩm chất yêu thú thuộc tính, biến dị băng xương hệ yêu thú trạng thái, hưng phấn, ngạo kiều yêu thú nhược điểm, lôi hệ tấn thăng hoàn mỹ phẩm chất nhu cầu, tiến hóa lộ tuyến, tổng cộng có 7 đầu tiến hóa lộ tuyến. Thật tiến hóa, Bạo Tuyết Cuồng Sư thanh niên tóc dài trong lòng cuồng hỉ, một thanh kéo lại nhà mình ngự thú cổ, hưng phấn địa nhảy không ngừng. Khương thần thấy thế âm thầm thở phào một cái, xem ra số liệu khung bên trong tiến hóa lộ tuyến là thật vừa mới bắt đầu mình còn không dám trực tiếp lấy ra dùng. Chỉ có thể ở bạo tuyết cuồng sư trên thân thí nghiệm một thanh. Nếu không thật đúng là không dám ở nhà mình tật phong ám ảnh miêu trên thân làm thanh niên tóc dài nếu như biết khương thần ý nghĩ lúc này không biết có thể hay không trực tiếp chém chết hắn thần sủng toàn cầu giáng lâm thả thính phong ngâm món tiền đầu tiên nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại thanh niên tóc dài một mặt kích động bắt lấy khương thần cánh tay nói cũng sẽ không bảo đại ca đại sư mời nhận lấy đầu gối của ta phải biết yêu thú thành công tiến hóa tỷ lệ rất thấp giống khương thần dạng này một lần thành công thật sự là gần như không tồn tại khương thần một mặt lạnh nhạt cười cười hướng thanh niên tóc dài vươn tay không cần quá kích động đưa tiền là được thanh niên tóc dài không nói hai lời trực tiếp từ trong túi lấy ra một tờ liên minh thẻ ngân hàng giao cho khương thần trong tay khương thần cầm lấy xem xét số dư còn lại năm vạn liên minh tệ ông trời của ta, Khương Thần từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy, lập tức tay đều mềm nhũn. Mới vừa rồi còn chưa đóng nổi 1.500 khối tiền thuê nhà, hiện tại đảo mắt liền nhập trướng 5 vạn khối, cái này bồi dưỡng sư quả nhiên là bạo lợi ngành nghề A. Nhất tinh bồi dưỡng sư xuất tay một lần phí tổn đại khái là hai vạn liên minh tệ, nhưng là ngươi để cho ta ra tiểu bạch tiến hóa thuận lợi như vậy, ta cho 5 vạn liên minh tệ thanh niên tóc dài tài đại khí thô địa nói ra. Còn có ta gọi vương tư thông, chúng ta thêm cái truyền tin đi, nhà ta tiểu tiết về sau tiến hóa đến chắc tuyệt phẩm chất còn tìm ngươi. Nói, hai người tăng thêm truyền tin, vương nghĩ thông cao hứng bừng bừng mang theo bạo tuyết cuồng sư rời đi. Khương thần nhìn xem thẻ ngân hàng trong tay, nghĩ thầm, bây giờ việc cấp bách là trước muốn mua đủ tiểu hắc tiến hóa vật liệu, nếu không mình mang theo nó tham gia trường học ngự thú sư huấn luyện còn không bị người hoàn ngược. Không sai, Tật Phong Ám Ảnh Miêu phẩm chất cùng đẳng cấp đều quá thấp, căn bản không tham gia được chiến đấu chân chính. Cho nên, Khương Thần quay trở về vật liệu siêu thị, tại một cái manh muội từ người bán hàng dẫn đầu dưới, bắt đầu mua vào hóa vật liệu. Căn cứ số liệu khung nhắc nhở, Tật Phong Ám Ảnh Miêu tiến hóa lộ tuyến có 9 đầu, mà Khương Thần đương nhiên là lựa chọn tối ưu tiến hóa lộ tuyến, cường điệu đào móc tiểu hắc u linh hệ tiềm năng bởi vì u linh hệ thế nhưng là mười phần hiếm thấy thuộc tính sức chiến đấu phá trần không nói nhìn xem cũng phong cách a à. mặc dù u linh hệ nhược điểm là lôi điện hệ nhưng khương thần trong lòng có một cái to gan ý nghĩ để u linh hệ cùng lôi điện hệ tại tiểu hắc trên thân cùng tồn tại mặc dù cái này rất khó làm được nhưng khương thần đã có bước đầu ý nghĩ cái này về sau suy nghĩ thêm hiện tại cường điệu kích phát tiểu hắc u linh thuộc tính Đương nhiên, U Linh thuộc tính tuy tốt, đem đối ứng vật liệu cũng là rất đắt. Khương thần hướng U Linh hệ vật liệu kệ hàng bên trên liếc qua, kém chút đến cao huyết áp. U Linh hệ tinh nhuệ phẩm chất yêu thú tinh hạch, 3 vạn liên minh tệ. Vòng linh thảo, 5.000 liên minh tệ một góc. Thực cốt trùng, 3.000 liên minh tệ một con. Cuối cùng, Khương Thần lấy lòng u linh hệ vật liệu về đến nhà, trên thân chỉ còn lại hơn 500 liên minh tệ, vừa tới tay 5 vạn khối còn không có che nóng đâu liền tiêu hết. Bồi Dưỡng Thần sủng thật rất khác Kim A, à, Khương Thần cân nhắc túi hàng, một mặt thịt đau đầy ra da môn, lập tức bị trên giường màu trắng vật thể giật nảy mình. Màu trắng băng vải quấn đầy toàn thân, rất giống một con xác ướp, còn không ngừng địa nhúc nhích mấy lần tiểu quả, trên giường đó là cái gì quỷ đồ vật? Khương tiểu quả nháy mắt to, một mặt ngạo kiều địa trả lời đến. Ca ca, tiểu hắc thụ thương, nhưng tiểu quả cho nó băng bó kỹ, người không cần lo lắng, băng bó. Khương thần khóe miệng co giật một chút, mình còn tưởng rằng tiểu hắc ở ra rắm sau đó khương tiểu quả đem nó làm thành xác ướp. Khương thần lập tức giải khai tiểu hắc trên người băng vải, tiểu hắc một mặt sinh không thể luyến địa bò lên ra, sau đó u oán nhìn Khương tiểu quả một chút. Không cần cảm ơn ta. Khương tiểu quả cười vuốt vuốt tiểu hắc đầu. Và URL bằng Windows. Location. Herep. Windows. Puppy giờ tác bằng Windows. Puppy giờ tác Windows. Puppy giờ tác. Push. Zonet. 7254. X bgssp 7254 u ual mèo tiểu hắc ủy khuất ba ba địa kêu một tiếng, ngạo kiều đem đầu ngoặt về phía một bên. Khương thần kiểm tra tiểu hắc trên đùi vết thương, thế mà đã tốt hơn phân nửa, yêu thú năng lực khôi phục quả nhiên rất mạnh. Sau đó, hắn muốn trợ giúp tiểu hắc hoàn thành từ phổ thông phẩm chất đến tinh nhuệ phẩm chất tiến hóa. Dựa theo số liệu khung bên trong tiến hóa phối phương, Khương Thần đầu tiên là lấy ra viên kia u linh hệ yêu thú tinh hạch trực tiếp để tiểu hắc nuốt xuống. Tiểu hắc lập tức cảm thấy một trận âm lãnh từ trong bụng truyền đến, toàn bộ thân hình co lại thành một cái xóa tung cục thịt tử. Sau đó bắt đầu chậm rãi hấp thu tinh hạch bên trong u linh hệ năng lượng. Khương Thần thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra nồi lớn, đốt đi một nồi nước sôi đầu tiên hướng trong nồi để vào ba con thực cốt trùng mùi thịt tràn ngập làm cho người thèm ăn nhỏ rãi sau đó hướng trong nồi vung tiến cắt gọn vong linh thảo lục bạch giao nhau rất là đẹp mắt có chút một nấu còn có hành đoạn mùi thơm thấy thế khương tiểu quả cái mũi nhỏ có chút mấp máy liếm môi một cái hấp tấp địa chạy tới ca ca đang nấu canh thịt a à, thơm quá a à, tiểu quả cũng muốn uống Tiểu cô nương trông mong mà nhìn chằm chằm vào nồi lớn bên trong nước canh càng không ngừng nuốt nước miếng khương thần nghe vậy cười khổ nói đây không phải canh thịt bên trong không có thịt nói xong khương thần đem co lại thành một đoàn tiểu hắc ôm tới sau đó bỏ vào đun sôi nước canh bên trong để vật liệu thông qua lỗ chân lông đều đều rót vào thân thể của nó khương tiểu quả thấy thế con mắt sáng lên cười hắc hắc nói ca ca lần này có thịt Mặc dù tiểu hắc hơi gầy, nhưng là thịt nạc so thịt mỡ ăn ngon. Nồi lớn bên trong tiểu hắc nghe vậy đánh run một cái, nghĩ thầm đôi này ăn hàng huynh muội là muốn đem lão tử nấu canh uống a, à, meo meo meo. Người là ma quỷ a, à, Khương Thần mặt đen lại nói. Tiểu Quạc ca ca muốn trợ giúp tiểu hắc hoàn thành tiến hóa, không phải muốn đem nó nấu canh uống a, à, nguyên lai like là dạng này tiểu cô nương nghe vậy khéo léo nhẹ gật đầu sau đó một mặt vô tội nói lầm bầm tốt đáng tiếc nha khương thần quan sát một hồi tiểu hắc tình huống phát hiện hết thảy bình thường đoán chừng đến sáng sớm ngày mai tiểu hắc liền sẽ thuận lợi hoàn thành tiến hóa đến tột cùng sẽ tiến hóa thành loại nào thần sủng đâu thật rất làm cho người khác chờ mong a à đúng lúc này sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang một đạo ngân sắc cự mãng thiểm điện bỗng nhiên vạch phá bầu trời đêm một tiếng ầm vang bổ vào ngoài thành yêu thú xâm lâm bên trong lập tức mưa to như chú cuồng phong gào thét khương tiểu quả dọa đến trốn vào khương thần trong ngực trông mong hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh Khương Thần lập tức cau mày, trực giác nói cho hắn biết, loại này cực đoan thời tiết biến hóa tuyệt đối không bình thường. Giờ phút này, thành trường an bên ngoài yêu thú xâm lâm chỗ sâu, trận trận thê lương tiếng thú gào quét sạch tứ phương, cùng sấm chớp sen lẫn cùng một chỗ, kinh khủng uy áp kinh thiên động địa quân đội dòng dã một đoàn binh lực tại khu phòng thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hỏa pháo lên đạn, bọc thép xe tăng xếp thành thật dài một hàng, trang nghiêm bầu không khí ép người không thở nổi. Một vị dáng người thẳng lão tướng quân ra lệnh một tiếng, tất cả họng pháo đồng loạt nhắm chuẩn rừng rậm chỗ sâu, cái kia đạo tia chớp màu bạc bên trong. Một đạo vài trăm mét thân ảnh to lớn ngay tại đằng không mà lên, toàn thân lân phiến lấp lóe, đỉnh đầu song rác đâm thẳng thương khung kia tựa hồ là một loại nào đó kinh khủng yêu thú tại tiến hóa là chiến tướng cấp yêu thú thủ lĩnh cấp yêu thú vẫn là trong truyền thuyết lãnh chúa cấp các vị thư hữu người mới sách mới cầu một đợt ngân phiếu a đổi mới sẽ cho lực chất lượng sẽ lên đi thần sủng toàn cầu giáng lâm thả thính phong ngâm tiến hóa thành công nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com mãnh liệt biến đổi lớn không người biết được nguyên nhân nhưng một đêm này toàn bộ thành trường an là tại lo sợ bất an sống qua tới may mắn là tạm thời không có tình huống dị thường phát sinh một đêm này khương tiểu quả không dám một người ngủ dọa đến chui vào khương thần ổ chan vừa rạng sáng ngày thứ hai khương thần rời giường làm điểm tâm còn cố ý nấu một quả trứng gà khương tiểu quả ngay tại lớn thân thể mặc dù trong nhà nghèo nhưng khương thần vẫn là muốn vào cùng một chỗ biện pháp cho tiểu nha đầu làm điểm có dinh dưỡng đồ ăn ăn kỳ thật khương thần cảm thấy khương tiểu quả vẫn là rất tốt nuôi sống chỉ cần có ăn nàng liền vui vẻ liền rất ngoan ngay tại khương tiểu quả mơ mơ màng màng nhìn qua trong nồi trứng gà luộc chảy nước miếng thời điểm góc tường nồi lớn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng thú gào giống Khương thần dọa đến một tay lấy Khương tiểu quả bảo hộ ở sau lưng, hướng góc tường xem xét, nguyên lai là tật phong ám ảnh miêu tỉnh lại. Giờ phút này, thân thể của nó đã dài đến dài một mét, đen nhánh lông tóc ô quang bóng loáng, giống như là đen kịt một màu bóng đêm, tản mát ra trận trận hung lệ. Huyết bồn đại khẩu bên trong toát ra hai cây sâm bạch răng nanh, sắc bén như đao, chừng dài 10cm. Giống nó ngửa mặt lên trời gào thét uy phong lẫm liệt. Khương thần thấy thế trong lòng vui mừng, trong mắt số liệu khung lập tức hiển hiện yêu thú tên. U Minh kiếm sỉ miêu yêu thú đẳng cấp, cấp 5 yêu thú phẩm chất, tinh nhuệ phẩm chất yêu thú thuộc tính, U Linh hệ, phong hệ yêu thú trạng thái, khỏe mạnh, vui vẻ, yêu thú nhược điểm, lôi điện hệ tấn thăng chắc tuyệt phẩm chất nhu cầu. Cấp 20 trở lên, không bao hàm cấp 20, u linh hệ yêu thú tinh hạch tiến hóa lộ tuyến. Tiến hóa thành công, tật phong ám ảnh miêu tiến hóa trở thành u minh kiếm sỉ miêu. Hơn nữa còn là tinh nhuệ phẩm chất, khương thần cười hắc hắc, yên lặng nhẹ gật đầu, u linh hệ yêu thú quả nhiên có một cỗ tà mị khí chất mới vừa rồi bị u minh kiếm sỉ miêu cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm một trăm trăm. Trong lòng của hắn không khỏi dùng mình một cái tiểu hắc tới khương thần lấy lại bình tĩnh hướng u minh kiếm sỉ miêu vẫy vẫy tay u minh kiếm sỉ miêu nghe vậy gầm nhẹ một tiếng thân ảnh nhoáng một cái như một mảnh khói đen nhảy lên đến khương thần bên cạnh tốc độ thật nhanh khương thần cao hứng gãi gãi tiểu hắc cái cầm, bây giờ nó mới có một con yêu thú dáng vẻ có thể tham gia chiến đấu oa wow, tiểu hắc trở nên thật là uy phong khương tiểu quả kinh hô một tiếng trực tiếp cưỡi tại tiểu hắc trên lưng sau đó dùng tay nắm lấy nó hai con răng kiếm giá giá tiểu hắc chạy mau tiểu hắc lập tức ủy khuất gầm nhẹ một tiếng mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm nó trong nháy mắt bị khương tiểu quả trở thành tọa kỵ khương thần thấy thế mặt trực tiếp đen đây là mèo không phải ngựa tốt a à, tiểu quả mau xuống đây ăn trứng gà khương tiểu quả nghe thấy ăn trứng gà lúc này mới buông tha tiểu hắc vui tươi hớn hở địa chạy tới nắm lên khương thần lột tốt trứng gà bắt đầu mỹ tư tư bắt đầu ăn lúc này tiểu hắc nhìn xem ăn trứng gà khương tiểu quả hai mắt tỏa ánh sáng liếm môi một cái bụng thế mà phát ra ừng ực ừng ực tiếng vang khương thần sững sờ con hàng này đói bụng cũng đúng tiểu hắc vừa mới hoàn thành tiến hóa chính là cần năng lượng thời điểm nhưng vấn đề tới cho nó ăn cái gì đâu yêu thú muốn tấn cấp cần năng lượng khổng lồ mà loại này có thể số lượng lớn nửa là thông qua ăn đến thu hoạch u minh kiếm sỉ miêu thuộc về u minh hệ ăn thịt loại yêu thú đương nhiên là muốn ăn thịt tốt nhất là thịt của yêu thú dạng này mới sẽ không dinh dưỡng không đầy đủ trừ cái đó ra số liệu khung bên trong cũng đã nói u minh kiếm sỉ miêu thích ăn nhất một loại gọi là thiết giáp dũng biến dị côn trùng loại này côn trùng huyết dịch bên trong chứa đại lượng sắt nguyên tố có thể để u minh kiếm sỉ miêu nanh vuốt càng ngày càng sắc bén nhưng là khương thần không có tiền mua a à. hôm qua tại cái kia manh muội từ người bán hàng đã đem khương thần túi cho móc rỗng đương nhiên khương thần mới sẽ không thừa nhận đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình là nhận lấy manh muội tử dụ hoặc mới mua quý nhất tốt nhất tiến hóa vật liệu Khương Thần tay phải có thể làm trứng, hắn hoàn toàn là vì Tiểu Hắc. KK, Tiểu Hắc đói bụng, Khương Tiểu quả một mặt đau lòng địa gãi đầu một cái, sau đó nhìn qua tội nghiệp Tiểu Hắc đang suy nghĩ muốn hay không đem còn lại nửa cái trứng gà cho nó ăn. Tiểu Hắc thấy thế hưng phấn địa dùng đầu cọ lấy Khương Tiểu quả chân, cái này Tiểu chủ nhân thật sự là quá tốt, muốn cho mình ăn trứng gà à? nhưng là đương tiểu hắc lần nữa ngẩng đầu nhìn khương tiểu quả tay lúc phát hiện cặp kia bàn tay nhỏ trắng noãn đã rỗng tuếch mà nàng hai cái nhỏ quay hàm lại phòng đến lão cao rất giống là một con ăn vụng tiểu hamster giờ phút này nàng chính một mặt trột dạ ngắm lấy tiểu hắc giống như là một người không có chuyện gì meo 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 tiểu hắc lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất không được cảm giác mình bị lừa Ô ô ô, Khương thần thấy thế giờ khóc giờ cười. Được rồi được rồi, tiểu hắc kia nửa cái trứng gà còn chưa đủ ngươi nhét kẽ răng đây này. Đi, ta dẫn ngươi đi phía sau núi, chúng ta đi săn đi. Phía sau núi là trường an thị quân đội nuôi dưỡng yêu thú khu rừng, bình thường là dùng đến huấn luyện sơ cấp ngự thú sư, khu rừng bên trong tất cả đều là một chút đẳng cấp thấp yêu thú, cho nên ngự thú sư mới có được chuẩn nhập quyền hạn người bình thường là cấm tiến vào bây giờ khương thần có yêu thú của mình tự nhiên thu được chuẩn nhập tư cách tiểu hắc nghe nói muốn đi đi săn lập tức nhãn tỉnh sáng lên vui hấp tấp nhưng khương thần cùng tiểu hắc còn chưa đi ra ra môn góc áo liền bị một cái tay nhỏ cho nắm lấy ca ca tiểu quả cũng muốn đi tiểu nha đầu vểnh lên miệng nhỏ tội nghiệp mà nhìn xem khương thần Khương thần lắc đầu, không được, khu rừng quá nguy hiểm, tiểu hài tử không thể đi. Khương tiểu quả nghe vậy lập tức miệng nhỏ thoáng nhìn, ánh mắt u oán. Khương thần, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi không phải như vậy. Trước kia ngươi là yêu ta, và yêu AL bằng Windows. Location, Herep, Windows. Puppy giới tác bằng Windows. Puppy giới tác, Windows. Puppy giới tác, Push, Zonet. 7254x BGSSP7254U UAL, Khương Thần mặt trực tiếp đen. Ngươi ở đâu học những lời này? Bình thường để ngươi ít xem chút tình yêu phim truyền hình, sẽ dạy xấu tiểu hài tử, tiểu nha đầu vẫn như cũ một mặt u oán nhìn chằm chằm Khương Thần, không buông tay. Tốt tốt, Khương Thần nhấc tay đầu hàng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đợi trong nhà, ta sau khi trở về liền mua cho ngươi sô cô la ăn. Khương Tiểu Quả nghe xong, giống như là sợ Khương Thần đổi ý, lập tức tay nhỏ vung lên. "Thành giao." Nói xong, như một làn khói chạy đến trên ghế salon, ôm điều khiển từ xa bắt đầu nhìn tình yêu phim truyền hình. "Âu Hạo Thần, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi không phải như vậy. Trước kia ngươi là yêu ta Quang Hy, chúng ta không thể cùng một chỗ, nguyên lai like ngươi là thân muội muội của ta, cái gì?" "A, à, không." khương thần thấy thế mặt càng đen hơn nguyên lai like tiểu nha đầu đã sớm biết mình sẽ không mang nàng đi nàng chỉ là đơn thuần địa muốn cho khương thần mua cho nàng sô cô la ăn thương thiên bỏ qua cho ai bất quá tiểu quả vẫn là thật thông minh dạng này tối thiểu sẽ không bị bọn buôn người cho lừa gạt đi khương thần cười khổ ra cửa mang theo tiểu hắc hướng khu rừng đi đến trên đường, không ngừng có quân dụng xe bọc thép trải qua, sắt thép bao khỏa trên thân xe giá đầy hỏa pháo, không gian thật lớn bên trong còn chở khách lấy huấn luyện tốt yêu thú. Mặc mê thải phục quân đội ngự thú sư nhóm, mang theo mình ngự thú vừa đi vừa về tuần tra. Khương thần vòng qua hai đạo chạm gác, hướng lính gác đã chứng minh mình ngự thú sư thân phận về sau, hắn rốt cục mang theo tiểu hắc tiến vào phía sau núi khu rừng khu rừng bên trong tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm kia là đám yêu thú tại hướng đồng loại cùng nhân loại đưa ra cảnh cáo tiểu hắc nhếch lên cái đuôi toàn thân lông tóc lóe sáng gầm nhẹ vài tiếng rõ ràng có chút khẩn trương cái này cũng khó trách cái này chẳng những là khương thần lần thứ nhất tiến vào phía sau núi khu rừng cũng là tiểu hắc lần thứ nhất tiếp xúc đến những yêu thú khác khí tức khẩn trương là khó tránh khỏi nó cần một quá trình thích ứng khu rừng bên trong cây cối thiên kỳ bách quái, 10 phần tê tốt, đều là biến dị sau giống loài, có cây cối thậm chí dài đến hơn trăm mét, che khuất bầu trời. Đột nhiên, một trận nhàn nhạt mùi máu tanh bay tới, Khương Thần dương mắt nhìn lên, phía trước khu vực chẳng biết lúc nào bầy khắp một loại huyết sắc dây leo. Mọc đầy gai ngược thân thể chậm rãi ngọ nguậy, dây leo đỉnh còn có sâm bạch răng nanh. Kia là thực vật hệ yêu thú. Khương Thần trong mắt lập tức hiện ra một vài theo khung, dọa đến hắn một thân mồ hôi lạnh, yêu thú tên. Quỷ anh đằng yêu thú đẳng cấp, cấp 9 yêu thú phẩm chất, phổ thông yêu thú thuộc tính, thực vật hệ, độc hệ yêu thú trạng thái, đói khát yêu thú đồ ăn, thích ăn nhất nhân loại, tiếp theo là đồng loại, lần nữa là những yêu thú khác. Ăn quá trình dùng dây leo quấn quanh con mồi, dùng độc đâm rót vào tính ăn mòn nọc độc, sau đó mở ra đỉnh răng lợi, nuốt sống con mồi, tiến hóa lộ tuyến. Cái này quỷ anh đằng thật sự là quá ác độc. Ăn thời điểm lại là nuốt sống, đó chính là nói, nó răng nanh tại xé rách con mồi huyết nhục lúc con mồi một mực ở vào thanh tỉnh trạng thái. T. Khương thần ngẫm lại đều cảm thấy đau tiểu hắc, vẫn là chớ trêu chọc cái này, kinh khủng đồ chơi, chúng ta đi vòng, một người một thú lập tức nhận sợ, cải biến tiến lên phương hướng. Chỉ cần có được chuyên nghiệp thực vật học tri thức, phía sau núi khu rừng khắp nơi là bảo bối, những cái kia biến dị thực vật là rất đáng tiền. Mặc dù Khương Thần tại thực vật học phương diện không đủ chuyên nghiệp, nhưng hắn có một đôi hỏa nhãn kim tinh A, chỉ cần là biến dị thực vật, liền không cách nào thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Đây là huyết trùng thảo, một gốc giá trị 300 liên minh tệ, đây là khổ tâm quả, ít nhất 200 khối một cân, đây là hỏa điền thất, hỏa hệ yêu thú yêu nhất, 500 liên minh tệ. Hắc hắc, chỉ chốc lát sau, Khương thần tựa như thổ phỉ đồng dạng đem những này biến dị thực vật vơ vét không còn gì, sau lưng ba lô chịu nặng, đều là tiền A, nha, vận khí không tệ A. Khương thần tại một gốc biến dị trăm năm cây dâu trước rừng bước, giờ phút này, cây dâu bên trên rủ xuống trên trăm đạo sợi tơ, bên trên treo trên trăm con béo béo mập mập thiết giáp dũng. Bọn chúng ước chừng có dài 20cm, thật dày giáp khắc bao vây lấy thân thể mập mạp, nhìn 10 phần cồng cánh. Chính là tiểu hắc thích ăn nhất đồ ăn, yêu thú tên. Thiết giáp dũng yêu thú đẳng cấp, cấp 2 yêu thú phẩm chất, phổ thông yêu thú thuộc tính nham hệ yêu thú trạng thái hoảng sợ sắt kén trạng thái di động chậm chạp yêu thú nhược điểm thủy hệ u linh hệ không đợi khương thần hạ lệnh tiểu hắc sớm đã hóa thành một đạo bóng đen nhào tới răng rắc một ngụm tươi non nhiều chất lỏng lòng trắng trứng ở trong miệng nổ tung đắc ý a à. Thiết giáp dũng nhóm hoảng sợ tại cây dâu bên trên nhảy dây, có kéo đứt sợi tơ, dãy ruộa thân thể mập mạp bốn phía nhảy vọt đào tẩu, nhưng bọn hắn tốc độ di chuyển quá chậm. Hơn nữa, dày dày giáp sát tại tiểu hắc lợi chảo hạ không chịu nổi một kích. Meo meo meo, tiểu hắc trong lòng nhưng nở hoa, nó từ nhỏ đến lớn, còn không có nếm qua mỹ vị như vậy đồ ăn khương thần thì tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống vui tươi hớn hở mà nhìn xem tiểu hắc kiếm ăn đúng lúc này quái dị tiếng vang đột nhiên hù dọa một cỗ âm phong lao thẳng tới khương thần phía sau lưng